Xin chào, tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án là Futurot Europe nhận 2.500 token có hiệu là FTV. Giá trị hiện tại của nó là khoảng 75 đô các bạn, một token FTV khoảng 0.03 USDT các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần đi mô tả những video của mình, mở Telegram bấm start chatbot nha các bạn. Sau khi bấm nút start xong thì bạn lướt trang các bạn, bằng 107 20 cộng 87 bằng 107. Bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ thì khá là dài luôn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group thì con seller nữa các bạn. Trên kênh group nó thì bạn bấm chọn join vào nè. Rồi sau khi các bạn join vào xong thì các bạn bắt đắp lên các bạn. Tiếp tục các bạn join vào kênh seller đó nè. Rồi các bạn join vào kênh seller các bạn bắt đắp lên các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter Rewit Sabinbot nữa các bạn. Các bạn nhấp vào tờ Twitter đó nè. Trên tờ Twitter nó thì các bạn bấm vào theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè các bạn. Rồi các bạn tách lại bài viết đã ghim nữa các bạn. Các bạn bấm tắt lại nè. Rồi xong thì các bạn mới up lên nè các bạn. Tiếp tục các bạn follow Instagram nè. Tiếp tục thì các bạn subscribe hai kênh YouTube nha các bạn. Like. Subscribe and like ra. Rồi các bạn đăng ký xong thì các bạn nhấp vào bài. Rồi sau khi các bạn bấm nút đăng ký và like và các bạn chia sẻ cái video này nha các bạn. Các bạn chia sẻ lên tờ Twitter nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào đăng test bài viết của nó nè các bạn. Sau khi bạn đăng test xong thì các bạn bắt up lại cái Telegram nha các bạn. Rồi các bạn chơi. Rồi tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter cho Rewit nha các bạn. Join trên Telegram nữa. Này hai kênh Telegram thôi ta. Rồi các bạn xuống đây các bạn like và các bạn chia sẻ thôi. Tờ quýt là bài viết của nó nha bạn. Các bạn test like nè. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào nhóm ai gấp của nó nha bạn. Rồi multi các bạn bấm nhớ multi. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào nút submit detail nha các bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn khai báo địa chỉ email của tất cả các bạn nè. Email là anh Nhân Quỳnh. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Follow thank you ID with không đây. Submit your ID. Tiếp tục thì các bạn gửi là username tại Twitter của mình nha các bạn. @vnnh9 nha các bạn. Username tại Twitter của tất cả các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link Instagram của mình cho nó các bạn. Thì các bạn nhấp vào Instagram nè. Mới nhấp vào đây nè. Instagram thì các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một chia sẻ ở trên cùng nè các bạn. Một này nè nghe tất các bạn. Bạn nhấp vào một chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép vào khai nhớ tạm nghe tất các bạn. Rồi tất cả các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn gửi lại cho nó đường link profile Instagram mình nè các bạn. Rồi bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link profile username tới kênh Telegram của mình thì nhấp vào Telegram nè, ở YouTube của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba vô bên cùng nha các bạn. Các bạn bấm vào ba vô bên cùng nè, bạn bấm vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép vào khai nhớ tạm nha các bạn. Sau khi sao chép vào khai nhớ tạm xong thì các bạn trở về clean form nè các bạn. Clean bot nè, các bạn dán gửi đường link YouTube của mình cho nó nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè.
subscribe rồi bấm Z nha bạn. Hỏi có share cái video này không, bấm Z nè. Z. Tiếp tục thì các bạn gỡ lên một cái link bằng đã share trên Twitter các bạn, thì các bạn mở Twitter của mình ra nè các bạn. Hồi nãy mình đã tự biết cái link video tweet của nó đó các bạn. Thì trên Twitter các bạn nhấp vào bay vào bên cùng nè, các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn lướt xuống nha các bạn, các bạn lựa bài tweet hồi nãy nè các bạn, các bạn bấm vào chia sẻ nè. Nhấp vào bao nhiêu gạch nè, các bạn sao chép liên kết nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn trở về cái link Instagram của mình, các bạn Telegram của mình, các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Các bạn gửi cho bot nè. You have follow Rewish bot. Hỏi có follow không, các bạn bấm Z nha các bạn. Hỏi có join kênh Telegram, bấm Z tiếp tục nha tất cả các bạn. Bước cuối cùng là bước quan trọng tiếp tục, thì các bạn gỡ địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra, các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain nè các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên ví SafiBank cũng được các bạn. Miễn chạy tạm BNB Bet 20. Ví giao dịch không được ví sàn nha các bạn. Thì bạn dán vào đây nè các bạn. Bạn dán vào đây nè. Rồi bạn gửi cho bot tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn bấm Z nha các bạn. Rồi các bạn, sau khi các bạn join vào kênh nguồn group support của nó thì các bạn bấm Z xong thì các bạn bấm vào Chrome Black Arrow, các bạn bấm vào Balenci thì các bạn sẽ nhận được 10 top cần đó các bạn. Có hiệu là B, có hiệu là FTV nha các bạn, 2500 chứ. Rồi các bạn gì lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Mỗi một lượt ghép các bạn sẽ nhận được 250 top cần FTV của bạn, 7,5 đô các bạn cho một lượt ghép. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop nhận 2500 token FTV. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.